Ông sư giảng sơ lược cho con về nhân sinh quan của Phật giáo Theravada. Sư không rõ lắm cái ý nhân sinh quan của quý vị là cái gì. Nhưng mà theo những gì sư hiểu thì sư chỉ có thể tạm nói như thế này. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy Theravada chủ trương giữ lại trọn vẹn cái lời dạy và phương pháp thực hành cũng như cái đường lối sinh hoạt từ thời Đức Phật. Không có giống như những vị theo Phật giáo phát triển chủ trương phát triển để phù hợp với xã hội, thì các vị theo Phật giáo Theravada ráng duy trì một cách càng nguyên thủy càng tốt. Nhưng mà quý vị biết là đối với những cái biến động của xã hội thì giữ được càng nhiều càng tốt, chứ bây giờ không dám nói là có thể sinh hoạt y như 100% các cái vị tỳ kheo thời Đức Phật thì không dám nói, nhưng mà ráng giữ càng nhiều càng tốt đấy, cũng như lời dạy của Phật. Theo Phật giáo Theravada thì kỵ nhất là cái chuyện mình tự sáng tác một cái bài kinh nào đó rồi mình gán vào đó là Phật thuyết, cái rất là kỵ. Cái chuyện sáng tác vẫn có, nhưng mà sau khi sáng tác xong thì các vị đó không bao giờ dám đưa ra một cái gọi là phạm thượng, đó là nó Phật thuyết như vậy, không bao giờ. Hoặc là các vị như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thuyết như vậy, không bao giờ. Sáng tác có thể có, nhưng mà cái sáng tác đó đó mà đưa vào cái chỗ gọi là Phật thuyết như vậy thì không có dám. Đó là một điểm khác biệt. Rồi bậc đạo sư chỉ có Đức Thế Tôn, ngoài Đức Thế Tôn ra không có ai khác. Các không có thờ bất kỳ một vị chánh đẳng giác nào khác, không thờ bất kỳ một nhân vật nào khác ngoài trừ Đức Thế Tôn. Rồi cái giáo lý, nền tảng giáo lý, con đường đưa đến giác ngộ phải là Bát Chánh Đạo. Ngoài ra thì có thể kể thêm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi. Ngoài những thứ đó ra, nếu như cái phương pháp thực hành nào mà nó đi ngược lại với những cái này thì đều không chấp nhận. Thành ra quý vị có thể nói Phật giáo Nguyên Thủy thì khá là bảo thủ và nhiều mặt thì khá là cực đoan. Nhưng mà quý vị biết là nhờ như vậy thì mình duy trì được nhiều thứ, duy trì được nhiều thứ. Còn ai mà muốn phát triển thì đi theo hướng khác, còn ai muốn ráng giữ nguyên thủy thì cũng đi theo hướng này đấy. Đó là cái tiêu chí của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà như sư nói, tiêu chí là một chuyện, còn cái việc thực hành ấy vẫn là ở con người. Có những con người thì mang lên cái màu y Phật giáo Nguyên Thủy nhưng mà làm toàn là những chuyện để không còn là nguyên thủy nha. Nhưng mà có những chuyện, có những vị mang cái màu y của Phật giáo phát triển nhưng mà lại ráng giữ những cái gì nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Cho nên là cái tiêu chí là một chuyện, còn cái người thực hiện những tiêu chí đó lại là chuyện khác. Đấy, nói như vậy để mình tránh một cái thái độ cực đoan, để rồi dẫn đến cái chuyện mà chia bè kéo phái, nó đều không có nên.